Với hơn 5.000 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm ngân sách và phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư cho tuyến cao tốc Hạ Long Cầu Bạch Đằng, cùng với nhiều cách làm sáng tạo hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư, chỉ trong thời gian ngắn, Quảng Ninh đã nhận được số vốn gần 50.000 tỷ đồng ngoài ngân sách để phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối. Giai đoạn hiện tại, dù các công trình giao thông động lực đang hình thành, Tuy nhiên, làn sóng đầu tư về Quảng Ninh vẫn tiếp tục tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng với các loại hình đầu tư phong phú. Chỉ tính riêng trong kế hoạch đầu tư trong năm 2018, khi hạ tầng giao thông động lực trên địa bàn tỉnh hoàn thành và đưa vào khai thác, các siêu dự án lớn với số vốn lên đến hàng tỷ USD sẽ đồng loạt khởi công. Cụ thể, như tại huyện Vân Đồn sẽ khởi công chuỗi tổ hợp quy mô lớn với tổng vốn đầu tư trên 61.000 tỷ đồng khoảng 2,7 tỷ USD. Tại thị xã Quảng Yên là các khu công nghiệp, đầm nhà mạc, sông khoai. Tại thành phố Hạ Long là các trung tâm nghỉ dưỡng, khách sạn, khu đô thị, cảng biển đẳng cấp do các tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup, FLC đầu tư. Chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, tháng 5 2018, Quảng Ninh sẽ chính thức đưa chuỗi dự án gồm cao tốc nối Hải Phòng-Vân Đồn, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào khai thác. Cùng với cảng Cái Lân, đây có thể coi là ba cửa ngõ giao thông quan trọng để Quảng Ninh kết nối với quốc tế. Với đa dạng hạ tầng giao thông, có thể nói rằng khi hoàn thành các dự án này, Quảng Ninh sẽ là địa phương có điều kiện kết nối với thế giới tốt nhất so với các tỉnh trong khu vực miền Bắc, mở rộng cánh cửa giao thương. Hiện tỉnh đang hoàn thiện và thông qua quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng đồng bộ, tăng cường kết nối đồng bộ các khu vực trung tâm Hạ Long với các tiểu vùng khác trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của tỉnh, khai thác hiệu quả các loại hình vận tải, chú trọng vận tải đa phương thức, dịch vụ logistic. Từ định hướng này, Quảng Ninh tiếp tục thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào hạ tầng giao thông, cả về cảng biển, đường sắt, đường bộ, liên thông với mạng lưới giao thông vùng, quốc gia và quốc tế. Điều này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển mới cho tỉnh góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa các ý tưởng phát triển xây dựng quảng ninh trở thành một địa bàn động lực tăng trưởng